đổ qua hồ Tiêu. Cây cầu khỉ gặp gần, nó đi lúc lách, nó đi lúc lách là nó đi gặp gần. Độ cầu nó chảy đường vừa đặt. Wow, đẹp như tiên không nào. Wow, cảnh đẻ ra. Ồ, cầu đẻ không? Cầu đẻ dài 1.000m, cao 1.000m nha các bạn. Đến nhiều mét. Wow, đây này lên lúc đầu cây luôn. Không phải, cầu đây cao 1.000m, à, dài 1.000m. À, rớt rồi chứ không nghĩ cho mày nó cũng sao đâu. Wow, đẹp. Cảnh này như cảnh tiên. Xếp đọt. Đây mình đang ở trên trời kìa các bạn. Đây là trung tâm cầu. Wow. Đây tới mùa nước nổ rồi, chạy rất đẹp. Rớt lên hay rớt xuống? Đủ hình quay đây đang bay lơ lửng ở trên trời luôn. À, chụp người được rào bông chụp riêng nhé, chẳng hạn giờ mình coi vừa bông vừa người nhé, là muốn bông muốn hình ấy, ổng mà chụp có kiếm một khác hấp hồn chụp có gì nào mà, chỗ cánh chỗ đó kia này quay chụp một đẹp cực kỳ luôn. Chỗ nào em? Để một xíu kia. Quay chỗ đây này, quay chỗ đây chụp một mới đẹp. Chỗ này ít bông quá. Quay chỗ kia này đứng đến chút nữa, 20m nữa. Bông không. Đủ mấy cái dây đi ra rồi đứt xuống một phần. Chồ làm mấy cái dây thấy ghê vậy. Wow, thấy mấy cây đường dạng, mấy nhánh đường dạng. Cái đây là chữ hoa chữ sao thế? Hoa trang trang nước bây giờ nổ đồ mà hoa trang nữa thì phải hoa vậy năm nay nó nở nhiều hoa trang cái đây nó không nhiều mà chừng đây nó nở mấy kiểu hoa ban nở vào rừng hoa ban nữa. Những cây dây đơn thuần các bạn. Dây này mình đứt một phát rồi nó làm cho rụng. Ai đâu mất rồi? Ai giúp cho ba nha. Ba người đây, ba người đi vào kia đầu đó. Ai đâu? Ba mình nó rụng cho chút ba kia đây. Ta ruộng thấy lúa đẹp lắm.
làm ở dây thấy đơn giản rồi không? Đó giờ nó đi số lượng ít chơi nhiều mấy dây điện xin nhờ vậy. Đây một cái ghe nhiều nhiều nó rớt xuống. Biểu đi đông người nè. Này chỗ này nó đi nhiều rất nghi hiểm. Rào lại chỗ nào đi mà rào lại chỗ rào đi. Vậy thôi mình đi chứ đổi chỗ rào lên chứ. Chỗ rào đi vậy.